kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 4 tháng 2 năm 2024 trên báo Tây Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Chủ tịch nước Dân Hương và chúc Tết nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng động viên các lực lượng ứng trực Tết tại Cần Thơ, tiếp tục xuất cấp hơn 1.444 tấn gạo cho 5 tỉnh, 17 triệu sản phẩm Việt bán ra trên Amazon. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh 2024 tại Hà Nội, theo truyền thống của dân tộc, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã từ trần và thăm chúc Tết một số đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dân hương tưởng niệm đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo ba lần giữ cương vị Tổng bí thư của đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược tài giỏi về chính trị quân sự, một trí thức lớn của dân tộc. Trên cương vị Tổng bí thư, đồng chí Trường Chinh là người khởi xướng quan điểm đổi mới tư duy cùng Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đảng, bàn bạc xây dựng dự thảo cương lĩnh đổi mới đất nước. Đất nước có được những thành tựu vượt bậc như ngày nay đã khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà đồng chí Trường Chinh là người đề xuất và khởi xướng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới dân hương tưởng niệm Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước từ năm 2016 đến năm 2018, trong khoảng 900 ngày tại nhiệm là người đứng đầu nhà nước với những nỗ lực không mệt mỏi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước. Trước đó, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cũng ghi dấu ấn khi chỉ đạo điều tra nhiều vụ án lớn. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những thành tích và công lao đóng góp cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí đều luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thượng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ, mong các đồng chí tiếp tục dành tâm sức, trí tuệ và kinh nghiệm để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Trong không khí cả nước tương bừng đón Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024, chiều ngày 4 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chúc Tết tặng quà động viên các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đáng tại thành phố Cần Thơ. Thăm chúc Tết công nhân công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sau 20 năm ngày thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, diện mạo thành phố ngày càng khang trang hiện đại, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, dân số thành phố càng ngày càng đông. Cùng với đó, hoạt động kinh tế xã hội ngày càng sôi động, nhu cầu chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng. Do đó, công việc của những người làm công tác vệ sinh môi trường càng nặng nề vất vả hơn, nhất là vào những dịp nghỉ lễ. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ, công nhân, người lao động công ty tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động, tạo khí thế mới, động lực mới, thành tựu mới trong năm 2024 và thời gian tới, góp phần để thành phố Cần Thơ luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Thủ tướng đề nghị các quỹ chính quyền thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần đô thị Cần Thơ nghiên cứu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động công ty, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng thăm công trình kè bờ sông cần thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố cần thơ thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết đồng bằng sông cửu long nói chung và cần thơ nói riêng là một trong những nơi trên thế giới chịu tác động lớn nhất do biến đổi khí hậu công trình bờ sông cần thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố cần thơ có ý nghĩa quan trọng tặng quà động viên 50 công nhân đang thi công công trình này. Thủ tướng mong muốn các lực lượng thi công tập trung nhân lực, phương tiện, thúc đẩy tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, bảo vệ môi trường. Yêu cầu thành phố Cần Thơ khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cảm ơn các gia đình đã nhường đất, di dời phục vụ dự án. Mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án vì lợi ích chung và vì lợi ích của chính người dân thăm tặng quà 300 cán bộ chiến sĩ công an quân sự thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ nói riêng phải luôn luôn bám sát, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó thủ tướng nhấn mạnh dịp tết đến xuân về cùng với tổ chức ứng trực đầy đủ thường xuyên đảm bảo an ninh an toàn an dân lực lượng vũ trang thành phố cần thơ phải cùng cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị xã hội chăm lo cho người dân thành phố và vùng đồng bằng sông cửu long đón tết vui tươi lành mạnh an toàn ấm cúng nghĩa tình đồng thời làm công tác an sinh xã hội chế độ chính sách trong lực lượng vũ trang để mọi người mọi nhà đều có tết không ai bị bỏ lại phía sau Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định tiếp tục xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng đã ký các quyết định xuất cấp gạo cho 12 địa phương. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.444 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024 phó thủ tướng giao bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội xử lý cụ thể theo quy định ủy ban nhân dân năm tỉnh trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng định mức theo quy định theo Amazon Global Selling Việt Nam, trong vòng 12 tháng tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, số lượng nhà bán hàng Việt Nam trên sàn này đã tăng hơn 40%, tổng số hàng hóa bán ra đã đạt 17 triệu sản phẩm cho khách hàng Amazon trên toàn cầu với giá trị xuất khẩu tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2022 hiện nhà cửa nhà bếp sức khỏe chăm sóc cá nhân may mặc và làm đẹp đang là năm ngành hàng make in việt nam đang bán chạy nhất trên amazon sang thương mại điện tử lớn nhất thế giới amazon global selling đánh giá danh mục này phản ánh kinh nghiệm sản xuất lâu năm và các mũi nhọn xuất khẩu của việt nam như nội thất trang trí nhà cửa và may mặc đặc biệt với sự thăng hạng của các ngành hàng đang trên đà tăng tốc trong các năm gần đây như ngành hàng sức khỏe chăm sóc cá nhân và làm đẹp Bức tranh xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam ngày càng mở rộng, mang đến nhiều hơn lựa chọn trên một sản phẩm cho khách hàng toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. EU duy trì viện trợ cho anh qua Senegal khoảng bầu cử tổng thống Houthi tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh Bắc Ireland có thủ hiên mới trong ngày 3 tháng 2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell, đã bác bỏ thông tin cho rằng EU dừng viện trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNRWA. Trước đó, một số quốc gia đã ngừng cung cấp tài chính cho cơ quan này sau khi xuất hiện cáo buộc một số nhân viên có liên quan tới các cuộc tấn công vào miền Nam Israel thời gian qua phát biểu với báo giới ông joseph borrell nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine không chỉ ở giải gaza mà còn đối với hàng trăm ngàn người palestine tại liban jordan và khu bờ tây ông khẳng định viện trợ của eu cho cơ quan này không những không ngừng mà còn tăng cũng theo ông borrell dù đúng là đã có một số quốc gia thành viên eu ngừng viện trợ nhưng đó chỉ là số ít và một số quốc gia hành động mang tính phòng ngừa là chính không có nghĩa họ sẽ dừng hẳn viện trợ. Đại diện cấp cao EU cũng cho rằng hiện có quá nhiều tin giả tin sai trong vấn đề này, đồng thời cho biết ba nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha không hề dừng cấp tài chính cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine. Ngày 3 tháng 2, Tổng thống Senegal Macky Sall đã tuyên bố hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới do những mâu thuẫn liên quan danh sách các ứng cử viên. Tuyên bố hoãn cuộc bầu cử tổng thống nằm trong thông điệp được phát sóng tới toàn thể người dân Senegal chỉ vài giờ trước thời điểm khởi động chiến dịch tranh cử. Theo tổng thống Senegal Macky Sall, ông sẽ đề xuất một cuộc đối thoại mở rộng cấp quốc gia để tạo điều kiện cho mùa bầu cử tự do, minh bạch để duy trì hòa bình tại Senegal. Theo kế hoạch, cử tri Senegal sẽ chọn người kế nhiệm tổng thống Sall, người không tranh cử nhiệm kỳ 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người đương nhiệm không có tên trong lá phiếu. Trước đó một ngày, đảng Dân Chủ Senegal thông báo đã trình đề nghị lên quốc hội yêu cầu hoãn cuộc bầu cử tổng thống do có những yếu tố đang làm tổn hại tính minh bạch và liêm chính của cuộc bầu cử này. Trước này, Senegal chưa từng hoãn bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào và là một trong những nền dân chủ ổn định nhất Tây Phi. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 4 tháng 2 tuyên bố sẽ không lùi bước trước các cuộc tấn công của Mỹ và Anh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Mỹ và Anh vừa tiến hành không kích hàng chục mục tiêu của Houthi để đáp trả việc lực lượng này liên tục tấn công tàu thuyền trên biển đỏ. Trên mạng xã hội X, Houthi cho biết thủ đô Sana của Yemen và các khu vực khác do lực lượng này nắm giữ đã bị tấn công lực lượng này thông báo có tổng cộng 48 cuộc công kích và khẳng định những cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản được nhóm này. Các cuộc không kích chung của Anh và Mỹ vào lực lượng Houthi tối 3 tháng 2 diễn ra sau làn sóng tấn công đơn phương của Mỹ nhằm vào các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan. Đây là lần thứ ba các lực lượng Anh và Mỹ cùng tấn công Houthi. Mỹ cũng đã tự tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng này, song các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tuyến vận tải quan trọng trên Biển Đỏ vẫn tiếp diễn. Ngày 3 tháng 2, các nghị sĩ tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này đã bầu các thành viên cơ quan lập pháp mới cũng như bầu một thủ hiến mới. Động thái này giúp Bắc Ireland phá vỡ bế tắc chính trị hiện nay. Theo kết quả được công bố, ông Edwin Wood đã được bầu làm chủ tịch cơ quan lập pháp Bắc Ireland cùng ba vị trí phó khác. Đáng chú ý, các nghị sĩ cũng đã bổ nhiệm bà Michelle O'Neill làm thủ hiến mới để được xem là bước đi có ý nghĩa lịch sử khi bà O'Neill thuộc đảng Sinn Féin theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ sáp nhập Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland. Bắc Ireland đã không có chính quyền hoạt động kể từ năm 2022, sau khi đảng Dân chủ hợp nhất, DUP theo đường lối ủng hộ Bắc Ireland nằm trong vương quốc Anh đã tẩy chay chính quyền chia sẻ quyền lực để phản đối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit liên quan đến nghị định thư Bắc Ireland. Thế bế tắc chính trị đã chỉ được phá vỡ sau khi JUB mới đây đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Anh. Trong một phản ứng, bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland, Rich Hilton Harris của Anh, cùng ngày đã khẳng định việc Bắc Ireland khôi phục được chính quyền là một sự kiện tốt đẹp quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo tây ninh online quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang youtube facebook và các hạ tầng khác của báo tây ninh rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại